Sáng ngày 23 tháng 1, ngày sau phóng sự những bến cốc trá hình ở thành phố Hồ Chí Minh mà báo phúc luật thành phố Hồ Chí Minh đăng tải, phóng viên đã có mặt tại các bến cốc được phản ánh để ghi nhận. Theo quan sát, các bến cốc trên đường liên phường đều vắng vẻ, khác hẳn không khí nhộn nhịp bát nháo trước đây. Tại bãi xe Hạnh Cà phê, bến cốc này đang trong tình trạng đóng cửa kính, không có xe khách nào trong bãi. Bến cốc thuộc nhà xe Tâm Hạnh cũng đang trong tình trạng tương tự, ở trong bãi xe vẫn còn hai xe khách dường nằm đang chờ. Riêng bến cốc của nhà xe Nam Hải thì khóa cửa bên ngoài theo tìm hiểu của phóng viên các nhà xe này vẫn hoạt động liên tục cả trong ngày hôm nay và những ngày trước một số người dân sinh sống trên trục đường liên phường cho biết hàng ngày trên tuyến đường này các xe chở khách vẫn chạy qua chạy lại đều đều và quay đầu xe liên tục trước cửa nhà một số người dân người dân còn cho biết do công an thường xuyên kiểm tra nên đa số các nhà xe chỉ dám hoạt động ướp mở khi có khách hoặc là xe ra vào cánh cửa chính sẽ mở lớn còn bình thường cánh cửa này chỉ mở vừa đủ cho một người ra vào hoặc đóng cửa hoàn toàn tuy đóng cửa phía trước nhưng theo quan sát Phía bên trong các nhà xe Hạnh Cà Phê và Tâm Hạnh, quay bán vé vẫn có nhân viên túc trực 24 trên 24. Cũng trong buổi sáng, phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tình trạng trả khách, xe hành khách và hành lý tại một số bãi đất trống cách các bến cốc trên đường liên phường không xa, thuộc phường địa bàn Phước Long B. Theo đó, khoảng 10 giờ 16 phút, xe khách nhà xe Trung Nga biển số 86B 01550 lưu thông trên đường liên phường. Sau đó, xe khách này rẽ vào một bãi đất trống bên cạnh chung cư Thủ Thiêm Garden. Theo ghi nhận, bãi đất trống này được sen lắp tạm bờ có diện tích lên đến hàng ngàn mét vuông. Xung quanh vẫn còn âm tầm cây cối. Ở bên ngoài, hàng rào tôn cao được dựng lên nhưng sập sệ, ngã đổ. Lúc này, ở bên trong bãi đất trống có xe khách loại 29 chỗ biển số 86B01449 đang chờ sẵn. Ngay khi xe dừng nằm gặp hông xe khách 29 chỗ, hàng chục hành khách từ xe dừng nằm đổ xuống. Lúc này, nhân viên nhà xe cũng mở cấp xe rồi sang hành lý một cách nhanh chóng. Chưa đầy 5 phút, hành khách và hàng hóa đã sang xe hoàn tất. Lúc này chiếc xe khách 29 chỗ lăn bánh, chở số khách mới nhận chạy về hướng đường Võ Chí Công. Ngay sau đó xe dừng nằm cũng lăn bánh rời đi. Trước đó ngày 23 tháng 1, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đăng tải kỳ một phóng sự những bến cóc trá hình ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã tổ chức đoàn kiểm tra đến các bến cốc này.